Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Thuốc để trị sâu khoang, sâu xanh, sâu vẽ bùa trên cây hoa cúc. Hoa cúc có kết hợp với cả cái món này nữa nhé. Với cái số này thì các anh chị sẽ phun được khoảng tầm mười mấy đến 20 bình. Cái số này sẽ đi về Hải Phòng, vườn hoa cúc ở Hải Phòng để làm việc với những cái con sâu khoang, những con sâu ăn lá, sâu keo và sâu xanh này, trị được cả sâu vẽ bùa nữa nhé, và cả nhện đỏ. Một cặp như này thì các anh chị sẽ pha được cỡ chừng là 20 lít nước để phun xịt cho cây khi mà bị sâu tấn công. Cái này thì nó sẽ giúp cho thuốc là thấm sâu, loang trải mạnh. Nó sẽ giúp cho cái thuốc loang đều ra cái khắp bề mặt lá cây sau khi mình phun nhé. Loang trải, bám dính, thấm sâu, chống rửa trôi, chống bốc hơi cực mạnh sau phun, sau 30 phút gặp mưa không phun lại, không phải bị phun lại này. Với cặp này thì các anh chị có thể là sử dụng cho cả những cái con sâu nó đã kháng thuốc rồi vẫn sử dụng được nhé. Đã có rồng vàng lo gì sâu kháng. Ngoài sử dụng cho hoa thì các anh chị cũng có thể là dùng được cả cho rau, những cây rau khác nữa nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.